Chào mừng các con đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con học và trả lời câu hỏi bài tập trong bài Từ cậu bé làm thuê, trích sách giáo khoa tiếng Việt 3 bộ gánh diều, trang 90-91. Câu chuyện ngày hôm nay sẽ kể về một cậu bé từ việc làm thuê mà đã phát triển, sáng tạo không ngừng để có thể trở thành chủ của một hãng sơn vô cùng nổi tiếng. Vậy nhân vật đó là ai? Các con có đoán ra được hay không nào? Nếu các con chưa đoán ra, cô trò mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nội dung của buổi học ngày hôm nay nhé. Phần đầu tiên, chắc chắn đó chính là bài đọc 4 với nội dung mang tên Từ cậu bé làm thuê. Phần thứ hai của chúng ta đó chính là góc sáng tạo mang tên Ý tưởng của em. Trong phần này, các con sẽ được thỏa sức sáng tạo khi có thể đưa ra những ý tưởng của bản thân về một trang phục hoặc một đồ chơi hoặc một máy móc nào đó. Và phần cuối cùng chính là phần tự đánh giá khi cô trò mình sẽ cùng nhau nhìn lại những nội dung trong tuần vừa rồi. Vậy bây giờ, chúng ta hãy chuyển sang bài đọc 4 Từ cậu bé làm thuê. Các con hãy lắng nghe cô đọc mẫu một lượt trước văn bản. Ông Nguyễn Sơn Hà là người khai sinh ra ngành sơn Việt Nam. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, từ nhỏ, ông đã phải rời làng ra Hà Nội kiếm sống. Lúc đầu, ông làm thuê cho một hãng sơn của Pháp. Với ý chí tự lập, ông đã mày mò tìm kiếm cách sản xuất sơn, rồi mở hàng sơn tắc kè ở Hải Phòng. Sơn tắc kè có giá rẻ hơn sơn ngoại, mà chất lượng tốt nên dần dần được mọi người ưa chuộng. Năm 1946, kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ, cả gia đình ông lên chiến khu, bỏ lại toàn bộ nhà xưởng, Nguyễn Sơn Hà vẫn không ngừng sáng tạo. Ở Việt Bắc, ông sản xuất vải nhựa cách điện, giấy than, mực in, vải mưa, đó là những sản phẩm rất hữu ích đối với kháng chiến lúc bấy giờ. Nguyễn Sơn Hà rất tích cực tham gia các hoạt động yêu nước. Ông được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 1 của nước ta. Ngày nay, ở Hải Phòng có đường phố mang tên ông, theo Hồng Vũ. Cô cảm ơn các con rất nhiều. Các con đã vừa được lắng nghe cô đọc mẫu toàn bộ bài đọc Từ cậu bé làm thuê. Và chắc hẳn đến đây, các con đều đã nhận ra được nhân vật được nhắc đến ở đầu buổi học là ai phải không nào? Đó chính là ông Nguyễn Sơn Hà, người đã khai sinh ra ngành sơn Việt Nam. Tiếp theo, để khiến cho không khí buổi học của chúng ta thêm phần sôi động, cô trò mình hãy cùng nhau đến với một trò chơi các con nhé. Tên của trò chơi này đó là mảnh ghép phù hợp. Các con sẽ thực hiện nối những từ ngữ nằm ở phía bên cột tay trái, từ A đến E với phần giải nghĩa từ vựng ở phía bên tay phải, từ ý thứ nhất cho đến ý thứ năm. Bây giờ, các con hãy thực hiện trò chơi này các con nhé. Thời gian để các con thực hiện bắt đầu. Cô cảm ơn các con. Không khó để chúng ta có thể tìm ra được những mảnh ghép phù hợp với nhau phải không nào? Đầu tiên, chúng ta có từ mày mò. Mày mò đây tức là kiên nhẫn tìm tòi để làm được một việc mà bản thân chưa từng làm. Như vậy, ý A ở cột bên tay trái sẽ nối với ý thứ 5 của cột bên tay phải. Tiếp tục, chúng ta có hãng sơn tắc kè. Hãng sơn tắc kè chính là hãng sơn mà ông Nguyễn Sơn Hà đã khai sinh ra. Và hãng sơn này là một hãng sơn có tên tiếng Pháp là Gecko, tức Gecko các con ạ. Từ vựng số 3 cần được giải nghĩa đó chính là sơn ngoại. Vậy sơn ngoại sẽ nối với ý giải nghĩa nào ở cột phía bên tay phải vậy? Ý C sẽ nối với ý thứ tư, sơn ngoại tức là sơn của nước ngoài. Tiếp tục chúng ta có vải mưa. Vải mưa ở đây là một loại hàng làm bằng sợi ni lông để che mưa. Và cuối cùng đó là từ hữu ích. Vậy mảnh ghép phù hợp với hữu ích là mảnh ghép nào vậy? Hữu ích tức là có ích các con ạ. Như vậy cô trò mình đã vừa hoàn thiện xong trò chơi mảnh ghép phù hợp rồi đấy. Cô chúc mừng các con. Sau khi chúng ta đã hình dung được về những từ vựng khó xuất hiện trong bài,
cô trò mình sẽ cùng nhau tiến đến với phần luyện đọc các con nhé. Để giúp các con có thể thực hiện thật tốt phần luyện đọc này, cô sẽ đưa ra cho các con những lưu ý. Lưu ý đầu tiên, các con cần phải đọc to, rõ ràng và mạch lạc toàn bộ văn bản. Lưu ý thứ hai, các con cần phải nghỉ hơi đúng giữa các câu văn và đoạn văn. Lưu ý quan trọng cuối cùng, các con cần phải thể hiện được niềm tự hào và kính trọng đối với ông Nguyễn Sơn Hà, ông tổ khai sinh ra ngành sơn Việt Nam. Cô hy vọng với những gợi dẫn trên, các con có thể đọc chính xác và hấp dẫn văn bản. Vậy bây giờ, cô cùng các con sẽ tiến đến với phần luyện đọc phân đoạn đầu tiên các con nhé. Thời gian để các con luyện đọc bắt đầu. Cô cảm ơn các con. Như vậy, các con đã thực hiện xong phần luyện đọc phân đoạn đầu tiên trong bài Từ cậu bé làm thuê rồi. Bây giờ các con hãy lắng nghe cô đọc mẫu lại một lượt để có thể kiểm tra xem mình đã học đúng cũng như hấp dẫn người nghe hay chưa nhé. Ông Nguyễn Sơn Hà là người khai sinh ra ngành sơn Việt Nam. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, từ nhỏ ông đã phải rời làng ra Hà Nội kiếm sống. Lúc đầu, ông làm thuê cho một hãng sơn của Pháp. Với ý chí tự lập, ông đã mày mò tìm kiếm cách sản xuất sơn rồi mở hãng sơn Tắc Kè ở Hải Phòng. Sơn Tắc Kè có giá rẻ hơn sơn ngoại mà chất lượng tốt nên dần dần được mọi người ưa chuộng. Tiếp theo, cô trò mình hãy chuyển tiếp sang phần cuối cùng của văn bản ngày hôm nay nhé. Các con, đã đến lúc các con tiếp tục thực hành luyện đọc rồi. Cô cảm ơn các con. Vậy là các con đã chú ý đến những lưu ý mà cô đưa ra và tiến bộ trong việc đọc hơn nhiều rồi đấy. Các con hãy lắng nghe cô đọc lại một lần nữa để cùng nhau kiểm tra xem mình đã đọc văn bản này tốt hay chưa nhé. Năm 1946, kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ, cả gia đình ông lên chiến khu, bỏ lại toàn bộ nhà xưởng. Nguyễn Sơn Hà vẫn không ngừng sáng tạo. Ở Việt Bắc, ông sản xuất vải nhựa kích điện, giấy than, mực in, vải mưa. Đó là những sản phẩm rất hữu ích đối với kháng chiến lúc bấy giờ. Nguyễn Sơn Hà rất tích cực tham gia các hoạt động yêu nước. Ông được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 1 của nước ta. Ngày nay, ở Hải Phòng có đường phố mang tên ông, theo Hồng Vũ. Như vậy, cô trò mình đã hoàn thiện xong toàn bộ phần luyện đọc văn bản Từ cậu bé làm thuê rồi. Vậy tiếp theo, chúng ta hãy chuyển sang phần đọc hiểu các con nhé. Trước khi chúng ta đi vào từng phần của văn bản, cô trò mình hãy cùng nhau đến với một câu hỏi các con nhé. Theo các con, ông Nguyễn Sơn Hà là người đã mở ra ngành nào ở Việt Nam? Đây là một câu hỏi không hề khó phải không nào? Chúng ta hoàn toàn có thể nhận ra được đáp án, đó là ông Nguyễn Sơn Hà là người đã khai sinh ra ngành sơn ở Việt Nam các con ạ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về hãng sơn Tắc Kè. Đây là một hãng sơn được thành lập bởi ông Nguyễn Sơn Hà. Và hãng sơn này được vô cùng nhiều người yêu chuộng trong nước. Vậy các con hãy theo dõi vào trong sách giáo khoa của mình và lý giải cho cô biết vì sao hãng sơn Tắc Kè được ưa chuộng trong nước như vậy. Ở đây chúng ta có thể liệt kê ra hai nguyên nhân các con ạ. Nguyên nhân đầu tiên lý giải vì sao sơn Tắc Kè được ưa chuộng trong nước là bởi sơn Tắc Kè có giá rẻ hơn so với sơn ngoại. Nguyên do thứ hai đó là mặc dù có giá rẻ hơn so với sơn ngoại, thế nhưng chất lượng nhìn chung của sơn Tắc Kè lại vô cùng tốt. Như vậy, hãng sơn này đã đảm bảo được hai yếu tố quan trọng, đó là rẻ và chất lượng. Cô cảm ơn các con rất nhiều. Tiếp theo, chúng mình sẽ tiến với phần sáng tạo phục vụ kháng chiến. Vào năm 1946, thì ông Nguyễn Sơn Hà đã phải di chuyển lên căn cứ địa Việt Bắc, bỏ lại toàn bộ nhà xưởng của mình. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn đó, ông vẫn tiếp tục phục vụ kháng chiến và sáng tạo không ngừng. Vậy theo các con, ông Nguyễn Sơn Hà đã khắc phục khó khăn và tạo ra những sản phẩm gì để phục vụ kháng chiến? Cô
sẽ đưa ra gợi ý nho nhỏ cho các con. Đó là ở đây, chúng ta sẽ cần phải liệt kê ra 4 sản phẩm mà ông Nguyễn Xuân Hà đã sáng tạo. À, có bạn học sinh đã vô cùng nhanh chóng gửi đáp án về cho cô rồi. Đầu tiên, chúng ta có vải nhựa cách điện. Thứ hai, đó là giấy than. Thứ ba, mực in. Và sáng tạo cuối cùng của ông Nguyễn Xuân Hà đó chính là vải mưa các con ạ. Như vậy trên đây chính là toàn bộ những sáng tạo to lớn của ông Nguyễn Xuân Hà đã dành cho kháng chiến của nhân dân ta. Vậy phần cuối cùng, cô trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về niềm tự hào mang tên Nguyễn Xuân Hà. Ở Hải Phòng, có một con phố được lấy tên ông Nguyễn Xuân Hà. Vậy theo các con, việc lấy tên ông đặt cho một con phố thể hiện điều gì? Đây là một câu hỏi cần các con phải suy luận và suy nghĩ tương đối nhiều. Cô sẽ dành cho các con một khoảng thời gian ngắn để các con có thể cùng nhau suy nghĩ và đưa ra cho cô những cảm nhận cũng như những phỏng đoán của các con về câu hỏi này nhé. Thời gian của các con đã kết thúc, các con hãy theo dõi lên màn hình của cô và cùng nhau đối chiếu đáp án nhé. Vậy thì việc lấy tên ông Nguyễn Xuân Hà đặt tên cho một đường phố thể hiện sự tưởng nhớ và biết ơn của mọi người đối với những thành tựu mà ông đã cống hiến cho đất nước. Tương tự như vậy, chúng ta biết được rằng tên của những đường phố bao giờ cũng được đặt tên bởi những nhân vật có công với đất nước phải không nào? Và hành động đấy bao giờ cũng thể hiện được sự tưởng nhớ, sự biết ơn của chúng ta đối với những thành tựu, những công lao to lớn mà người đó đã cống hiến hoặc dựng xây cho đất nước của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn các con rất nhiều. Như vậy cô trò mình đã tìm hiểu xong những nội dung liên quan đến văn bản từ cậu bé làm thuê rồi. Bây giờ chúng mình hãy chuyển đến với phần tổng kết các con nhé. Trên đây chính là hai ý quan trọng mà cô cần các con phải nắm được. Ý thứ nhất, bài đọc đã cho ta biết thêm những thông tin liên quan đến ông Nguyễn Xuân Hà, người khai sinh ra ngành sơn Việt Nam. Và ý thứ hai, bài đọc đã giúp ta thêm phần tự hào về ông Nguyễn Xuân Hà cùng những thành tựu to lớn của ông. Cô cảm ơn các con rất nhiều. Vậy bây giờ chúng ta hãy mau mau chuyển sang phần luyện tập thế nào các con? Yêu cầu đầu tiên trong phần luyện tập đó là các con hãy tìm những từ ngữ chỉ địa điểm trong các câu sau. Không biết các con còn nhớ không, nhưng ở các buổi học trước, chúng ta đã được tìm hiểu về các từ ngữ chỉ thời gian rồi. Còn trong buổi học ngày hôm nay, cô trò mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về những từ ngữ chỉ địa điểm. Các con hãy theo dõi lên màn hình của cô vào 3 câu A, B, C và tìm những từ ngữ chỉ địa điểm trong các câu dưới đây nhé. Thời gian để các con thực hiện yêu cầu bắt đầu. Đây là một câu hỏi không hề đánh đố các con phải không nào? Với câu A, chúng ta có thể nhận ra được từ chỉ địa điểm ở đây chính là Hải Phòng. Còn với câu B, từ chỉ địa điểm chính là ở Việt Bắc. Và với câu C, chúng ta vẫn tiếp tục có từ chỉ địa điểm đó là ở Hải Phòng. Cô cảm ơn các con rất nhiều. Đây là một yêu cầu tương đối dễ dàng phải không nào? Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với nội dung thứ hai. Dựa theo nội dung của câu A, B ở bài tập trên, các con hãy viết tiếp vào vở các câu có sử dụng dấu hai chấm để báo hiệu cho bộ phận liệt kê. Các con hãy tiếp tục thực hiện yêu cầu này các con nhé! À, cô cảm ơn các con! Cô đã nhận được một vài đáp án đến từ phía một số bạn học sinh rồi đấy. Chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra xem phần đảm bảo các bạn đã đúng hay chưa nhé. Ông đã làm được những việc mà trước đó chưa ai thành công như tìm ra cách sản xuất sơn, mở hãng sơn tắc kè ở Hải Phòng. Tiếp theo ý B, ông vẫn tiếp tục nghiên cứu, tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ kháng chiến, cụ thể như vải nhựa cách điện, giấy than, mực in, vải mưa.
Cô cảm ơn các con rất nhiều. Như vậy các con đã thực hiện xong toàn bộ yêu cầu thứ hai của buổi học ngày hôm nay. Vậy bây giờ chúng mình hãy chuyển tiếp sang phần sau, đó chính là ý tưởng của em các con nhé. Đây chính là nội dung của Cốc Sáng Tạo trong tuần này. Các con hãy thực hành viết một đoạn văn tả lại một đồ vật, đồ chơi, máy móc hoặc trang phục thể hiện ý tưởng sáng tạo của mình. Sau đó các con hãy gắn kèm tranh hoặc hình ảnh cắt dán để thể hiện ý tưởng đó. Phần góc sáng tạo của tuần này vô cùng thú vị phải không nào? Khi các con hoàn toàn có thể thỏa sức sáng tạo, đưa ra những ý tưởng thiết kế của mình về đồ chơi, máy móc, trang phục. Vậy các con còn chần chừ gì nữa? Hãy suy nghĩ và thỏa sức thể hiện góc sáng tạo của mình nào! Tuy nhiên, để giúp cho các con có thể thực hiện được phần ý tưởng của em một cách tốt nhất, cô sẽ đưa ra cho các con những gợi ý. Trên đây chính là 3 gợi ý của cô. Đây chính là 3 phần bài làm tham khảo đến từ phía 3 bạn học sinh các con ạ. Đó là bạn Nguyễn Thị Kim Ngân, bạn Hà Quang Dũng và bạn Nông Hoàng Hà. Với bạn Kim Ngân của chúng ta, bạn đã lựa chọn viết đoạn văn tả lại một trang phục. Và đây chính là chiếc váy dân tộc Tày. Bạn chia sẻ rằng, tôi thiết kế chiếc váy này để tham gia ngày hội thời trang của trường tôi. Đây là váy của người Tày, váy được làm bằng giấy màu thay cho vải. Những hạt giống như hạt cườm đính trên váy là hạt ngô đấy các bạn ạ. Đó chính là sáng kiến của tôi. Cô cảm ơn các con rất nhiều. Với bạn Kim Ngân thì bạn đã thể hiện được chiếc váy dân tộc Tày vô cùng mộc mạc, giản dị nhưng cũng vô cùng ấn tượng phải không nào? Chiếc váy được làm bằng giấy màu và những hạt cườm được thay thế cho những hạt ngô các con ạ. Đây là một ý tưởng vô cùng sáng tạo và thân thiện với môi trường. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với ý tưởng và bài viết thứ hai của bạn Quang Dũng. Bạn Quang Dũng muốn nói về một thứ máy móc, đó chính là robot. Và nhiệm vụ của con robot này đó là vá đường các con ạ. Quang Dũng chia sẻ, em muốn chế tạo con robot có thể giúp vá lại những đoạn đường bị lún, ổ gà, ổ voi. Thân robot có hai phần, một bên chứa nhựa đường, một bên là cát và đá. Bánh của robot có cấu tạo như bánh của xe lu. Khi đến chỗ đường bị hỏng, robot sẽ tự động giả cát, đá, nhựa đường ra ngoài và lấp đầy những lỗ hỏng. Chà, đây là một ý tưởng vô cùng ấn tượng và sáng tạo các con ạ. Chúng ta biết được rằng là khi chúng ta tham gia giao thông, trên đường vẫn còn có rất nhiều những lỗ hổng, ổ gà, ổ voi phải không nào? Vậy thì với chú robot vá đường này thì không khó để chúng ta có thể xử lý ngay những chỗ bị lún, những chỗ ổ gà, ổ voi ngay lập tức phải không nào? Thật là một sáng kiến vô cùng ấn tượng và sáng tạo. Cô cảm ơn Quang Dũng. Cuối cùng, cô trò mình hãy chuyển tiếp sang ý tưởng thứ ba, đó chính là cây bút kỳ diệu. Đây chính là ý tưởng của bạn Nông Hoàng Hà. Em chia sẻ rằng, tôi vẽ ý tưởng sáng tạo một cây bút đặc biệt, đó là một cây bút chì, nhìn đã thấy vui rồi. Bút có đôi mắt cười, có mũi, có cả cái miệng rộng, trên đầu nó có bóng đèn nhỏ. Khi dùng bút vào ban đêm, bút tự sáng không cần bật điện bạn nhé. Hy vọng bạn thích ý tưởng sáng tạo của tôi. À, như vậy là bạn Nông Hoàng Hà của chúng ta đã đưa ra một ý tưởng sáng tạo về một đồ dùng học tập phải không nào? Chiếc bút có ánh sáng này thật là kỳ diệu phải không? Vào buổi tối, các con không cần phải sử dụng đèn điện nữa mà chiếc bút này sẽ tự sáng. Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Cô cảm ơn 3 bài làm tham khảo đến từ bạn Kim Ngân, Quang Dũng và Hoàng Hà. Vậy bây giờ, các con hãy thực hiện yêu cầu viết đoạn văn tả lại đồ vật, đồ chơi, máy móc hoặc trang phục mà thể hiện ý tưởng sáng tạo của mình nhé. Cô tin rằng các con đều có thể làm ra được những sản phẩm ấn tượng như các bạn trên. Thời gian để các con thực hiện yêu cầu bắt đầu. Cô cảm ơn các con, cô hy vọng có thể nhận được nhiều hơn nữa những phần bài làm sáng tạo đến từ phía các con.
Vậy sau khi chúng ta đã thực hiện viết xong tất cả những đoạn văn liên quan đến ý tưởng sáng tạo của mình rồi, các con cùng cô sẽ bình chọn cho những bài viết hay nhất nhé. Như vậy, chúng ta đã vừa hoàn thiện xong những yêu cầu vô cùng thú vị trong phần gốc sáng tạo phải không nào? Vậy bây giờ, chúng mình hãy chuyển tiếp sang phần tự đánh giá. Trong phần tự đánh giá này, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau xem lại những nội dung kiến thức đã được học trong tuần vừa rồi, cũng như đánh giá được khả năng làm việc của các con. Trên đây chính là phiếu tự đánh giá mà cô đã thiết kế dành cho các con, bao gồm có hai cột: điều em đã biết và điều em đã làm được. Các con hãy nhìn vào trong sách giáo khoa của mình và trên đây chính là bảng tự đánh giá. Các con sẽ điền những điều mà các con đã biết cũng như những điều mà các con đã làm được vào trong các cột thuộc phiếu tự đánh giá. Với cột đã biết những gì, các con sẽ được ôn lại các kiến thức bao gồm có ôn tập chữ viết hoa IK này, từ ngữ về nghề nghiệp và hoạt động sáng tạo, từ ngữ có nghĩa trái ngược nhau, ôn các câu hỏi ở đâu, khi nào, cũng như là ôn tập lại những truyện thơ, tranh ảnh về hoạt động sáng tạo. Tiếp đến với cột bên tay phải, các con đã làm được những gì? Các con có viết được tên riêng hoặc những câu có chữ hoa Y và K hay không? Các con có sử dụng được những từ ngữ chỉ nghề nghiệp về hoạt động sáng tạo, có sử dụng được từ ngữ có trái ngược nhau hay không? Tiếp đến, các con đã làm được yêu cầu hỏi và trả lời các câu hỏi ở đâu, khi nào, cũng như đã kể chuyện về các hoạt động sáng tạo, nói viết về đồ vật thể hiện ý tưởng sáng tạo ra sao? Các con hãy suy nghĩ, nhớ lại những điều mình đã được học và những điều mình đã làm được và sau đó điền vào cho cô trong bảng sau nhé. Cô cảm ơn các con rất nhiều. Như vậy là một tuần học của chúng ta đã kết thúc rồi và cô hy vọng với phần tự đánh giá trên, các con đã biết được về những điều mà mình đã được học cũng như cải thiện những điều mà mình còn thiếu sót các con nhé. Vậy là cô và các con đã học xong bài Từ cậu bé làm thuê trích sách giáo khoa tiếng Việt 3 bộ cánh diều. Các con hãy truy cập vào trang lời giải hay để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các con học tốt và hẹn gặp lại các con trong các video bài giảng tiếp theo.